Thông qua hoạt động kết nghĩa với xã Kim Định, Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Sơn đã góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh vững chắc. Sau 3 năm kết nghĩa, Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Sơn và xã Kim Định đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu phối hợp hoạt động gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân và lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Bên cạnh đó, hai bên đã thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, củng cố chăm lo hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững mối quan hệ quân dân đoàn kết gắn bó. Tại hội nghị, hai bên đã ký kết chương trình hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2021-2025.